Xin chào bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho bạn về dự án Somzotex, dự án chuyển đổi các nguyên tố hóa học, công nghệ tổng hợp kim loại quý. Đây là các block của Somzotex danh bạ Telegram, ICO và ngôn ngữ tiếng Anh, tiếng Nga. Bạn có thể theo dõi tin tức của Somzotex tại đây. Về công nghệ của Somzotex, công nghệ biến đổi lạnh cho phép biến đổi các nguyên tố hóa học định thành các nguyên tố hóa học khác và có giá trị hơn, hiếm hơn mà không sử dụng các tác động năng lượng rất lớn. Ví dụ chuyển đổi wolfram thành bạch kim. Chúng tôi đã tiến hành 200 thí nghiệm và nhận được kết quả đáng kinh ngạc. Chúng tôi đã học cách biến đổi nguyên tố hóa học thành những người khác, tuy nhiên nghiên cứu vẫn chưa kết thúc. Bước tiếp theo là chuyển đổi công nghệ của công nghệ chúng tôi từ thử nghiệm sang cấp độ công nghiệp. Lưu Project tin tức của dự án. Mô phỏng người đứng đầu dự án của người Nga, dự án này có vẻ làm được chủ công nghệ cho sự biến đổi lạnh của các nguyên tố hóa học. Nói cách khác, nó là một quá trình biến đổi của một nguyên tố hóa học. Bạn có thể xem dự án tại đây. Tin tức quan điểm về của nên trong nền kinh tế thế giới, sự chuyển đổi phản ứng hạt nhân năng lượng thấp cho phép thu thập được nguyên tố quý giá và các nguyên tố tự nhiên có giá trị phải chăng về mặt tài chính. Somzotex tham gia hội nghị Nga lần thứ 24 về chuyển đổi hạt nhân lạnh. Trong 24 năm qua, các nhà khoa học đã khắp nơi trên thế giới đã tập hợp một lần để tóm tắt các kết quả nghiên cứu về chuyển đổi hạt nhân lạnh và bóng chữ. Các bạn có thể xem dự án bằng click link. Công nghệ LEX là gì? Chi phí tổng hợp thu được từ bằng cách biến đổi kim loại lạnh nhóm bạch kim plagi buteli, và nó có thể vàng, có thể rẻ hơn 2-3 lần so với tài sản bằng phương pháp truyền thông. Các nguyên tố ổn định. Các nguyên tố thu được do sự biến đổi lạnh là ổn định. Tiềm năng năng lượng cao. Các nguyên tố thu được bởi sự biến đổi lạnh có lẽ có tiềm năng năng lượng tăng lên, và chúng có thể truyền tải tiềm năng này dưới dạng vi mô. Đó là các phản ứng hóa học trong cơ thể con người. Về dự án LEX. Về dự án, sự biến đổi của các nguyên tố là một sự biến đổi nguyên tố học thành các nguyên tố học khác. Chúng tôi đã được kết quả thành công. Chúng tôi đã thu được kim loại, nhóm bạch kim và các nguyên tố học khác. Nhưng từ những thử nghiệm này cho đến nay, chi phí gam chất, bây giờ nhiệm vụ chúng tôi là chuyển giao quá trình chuyển đổi từ đang từ thành từ thử nghiệm sang cấp độ công nghiệp. Vì vậy chúng tôi cần có công cụ, thiết bị cần thiết và nhân viên bổ sung. Các nguyên tố học thu được từ kết quả LEX sẽ tìm thấy ứng dụng trong công nghiệp, y học, khoa học và tài chính. Trước hết, điều thúc đẩy của chúng ta là cùng nhau một nhiệm vụ quá thiết thực, đạt được kết quả thương mại nghiêm túc, được thực hiện dự án của chúng tôi mang lại hiệu quả tài chính quy mô lớn. Trình chiếu video. Bài trình bày của người đứng đầu dự án Flanalis Carabarrow. Đặc tính dự án này chỉ tập trung vào các mục tiêu thương mại. Ban đầu các vấn đề nghiên cứu đã bị loại bỏ kế hoạch. Trong chương trình nghị sự của chúng tôi củng cố thành công và chuyển sang giai đoạn phát triển tiếp theo. Đội ngũ những người có ổ đĩa nghiên cứu tập trung vào nghiên cứu và công việc kỹ thuật. Tiềm năng công nghệ biến đổi lạnh hứa hẹn tiềm năng thương mại rất lớn. Nghiên cứu, chúng tôi đã thực hiện khoảng 300 thử nghiệm và đã được kết quả thành công đáng kể. Đổi mới trong thế giới hiện đại lợi nhuận cao có thể đạt được chỉ việc sử dụng các công nghệ tiên tiến.
Alexander Pachomo. Nó có thể không vui mừng rằng máu trẻ tham gia và số lượng những người cùng chí hướng đội Carapalo Samsotex ví dụ. Tôi rất muốn khi biết những người trẻ tuổi tham gia vào nghiên cứu của chúng tôi và cũng vậy đạt được thành công rất rất lớn trong lĩnh vực này. Đội ngũ của Samsotex đây là ông trưởng ban sáng lập dự án, nhà phát triển phương pháp truyền lạnh. Ông có 30 năm kinh nghiệm trong quản lý các dự án thương mại và nghiên cứu. Người quản lý công việc kỹ thuật, kỹ sư giàu kinh nghiệm, chuyên gia làm việc với các thiết kế xây dựng khác nhau. Ông có thể thực hiện ý tưởng thiết kế táo bạo nhất và các mô hình hoạt động. Roman Cavallo, trưởng phòng thí nghiệm Samsotex. Ông đã phát triển một số phương pháp được sử dụng trong Samsotex quản trị viên dự án Facebook và một số đội kỹ sư kỹ thuật giàu kinh nghiệm của Samsotex. Ban cố vấn tiến sĩ vật lý và toán học, người hơn có ba hơn 30 năm kinh nghiệm trong việc chuyển hóa hạt nhân trong nguyên tố hóa học. Ông đứng ở cổng phát triển thế giới và ở ngang Vladimir Kivitskaya, tiến sĩ địa chất khoáng vật học tại Học viện Quốc gia Moscow. Một số khoa học Nga xuất sắc, địa chất hóa học, tác giả của bài nhiều bài báo khoa học và ba cuốn sách sự biến đổi của các nguyên tố hóa học. D.S. Kamuzin, tiến sĩ hóa học, chuyên gia hóa học phân tích, phó viện trưởng ban hóa học sinh thái trường đại học quốc gia, trưởng thành trung tâm hóa học phân tích. Danh bạ email của Samtech info@samtech.com, điện thoại Geneva, Thụy Sĩ, lúc 8 giờ. Bạn có thể đặt những câu hỏi số điện thoại 7499 3503 083. Đặt những câu hỏi trong Telegram, đăng ký tin tức của họ qua email. Đây là các liên kết mạng xã hội Facebook, Reddit, Twitter, YouTube, VK và Instagram. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của chúng tôi. Hẹn gặp lại.